Sopoka, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ổ cắm đa năng cần mọi ngóc ngách. Combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k, chỉ còn 55k, dành cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Săn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn. Sopoka, thật đáng đồng tiền. Xin chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ năm, ngày 21 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về các sự kiện diễn ra vào đêm hôm qua theo giờ Ukraine. Đầu tiên, chúng ta có một trong những tin tức quan trọng nhất đến từ New York khi cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã diễn ra. Và tại đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã mô tả hoàn cảnh hiện tại của Ukraine cũng như của Tổng thống Zelensky giống như một người đang chết đuối vậy. Và lý do cho câu nói trên xuất phát từ tình hình hiện tại về vấn đề xuất khẩu nông sản của Ukraine bị Ba Lan chặn lại. Và cuộc gặp giữa Tổng thống Ba Lan Duda và Tổng thống Ukraine dự kiến sẽ diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bị hủy bỏ. Ngay sau đó, các cuộc họp dự kiến giữa Tổng thống Brazil Lula da Silva với Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã bị hủy bỏ. Vậy ta thấy, hiện tại Tổng thống Zelensky đang gặp rất nhiều vấn đề và khả năng là ông ta sẽ buộc phải quay trở lại Ukraine mà không thu được bất kỳ thành quả gì, giống như cách ông ta bị so sánh với một người chết đuối vậy. Hoặc là ông ta sẽ buộc phải thực hiện một điều gì đó nếu không muốn quay về tay trắng. Dù sao thì chúng ta thấy, hiện tại hầu hết các nước, nhất là các đối tác phương Tây, đều thể hiện sự coi thường với Tổng thống Zelensky. Nhất là khi trên chiến trường, Ukraine không đạt được bất kỳ thành quả nào. Tiếp theo, chúng ta đến với khu vực Caucasus. Hôm nay, đã có thêm một vài tin tức cụ thể hơn. Lực lượng quân đội Azerbaijan đã triển khai rất nhiều các đợt tấn công từ các hướng khác nhau và thành công xuyên qua được hàng rào phòng thủ ở Arasak. Và một vài nguồn tin nói rằng, lực lượng quân đội Azerbaijan đã thành công tiến đến vùng ngoại ô của thủ đô Cộng hòa Arasak tự xưng là Stepanakert. Vậy nên, về cơ bản, Arasak không có sự lựa chọn. Họ buộc phải đầu hàng. Nếu không, hôm nay sẽ phải hứng chịu những đợt tấn công thực sự. Điều này sẽ dẫn đến một viễn cảnh rất tồi tệ khi Arasak sẽ phải nhận nhiều thương vong, trong đó có cả dân thường. Như ta có thể thấy, cả Nga không thể can thiệp vào giao tranh trực tiếp, trong khi chính quyền Armenia thực sự bỏ mặc khu vực này, nên hiện tại quân đội Azerbaijan đã không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Azerbaijan đã thu hồi rất nhiều khu định cư chỉ trong vòng 24 giờ và khiến gần một nửa trong số 2.500 quân Arasak thương vong. Và việc Arasak đầu hàng là đương nhiên. Hôm qua, kênh cũng đã lên loạt 3 video về chiến sự tại khu vực này. Và hôm nay, mình sẽ có thêm các video xung quanh việc tại sao Armenia lại không trợ giúp vùng ly khai. Và liệu vai trò của Nga trong cuộc chiến này là gì? Mời các bạn quan tâm đón xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến vùng tiền tuyến ở Ukraine. Đầu tiên là ở Kherson, nơi quân Ukraine đã triển khai các đợt tấn công vượt sông và họ đã mở rộng vùng kiểm soát về phía bên bờ đóng giữ của quân đội Nga. Về cơ bản, thì họ đã kiểm soát được một khu vực trông như thế này, nằm ở phía bắc Sahi. Đây là một khu vực chú ý vì nó nằm rất gần các khu căn cứ của Ukraine tại khu định cư ở Pridnipropetrovsk. Trong những tuần trước, thì Nga đã liên tục dội hỏa lực vào địa điểm này với rất nhiều các loại vũ khí hỏa lực, không chỉ là với lực lượng UAV hay pháo binh của họ, mà còn là các bom FAB-500, FAB-250 và hệ thống nhiệt áp TOS-1A. Nhưng cho đến hôm qua, Ukraine vẫn có đủ lực lượng và vượt sông. Và chúng ta có video này đã xác minh cho việc giờ đây lực lượng quân đội Ukraine đã vượt sông thành công và thiết lập được một vài vị trí. Trước khi triển khai đợt tấn công trên, thì lực lượng Ukraine đã thực hiện một vài đợt công kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của quân đội Nga như xe bọc thép và các đơn vị bộ binh nhằm gây thiệt hại cho quân đội Nga trước khi vượt sông. Trong khi đó, các nguồn tin Nga cũng đã đăng tải một video tại khu vực này nằm ở phía bắc Pridnipropetrovsk. Trong video, ta có thể thấy Nga đã phát hiện ra một kho chứa đạn của Ukraine đang được cất giấu trong gara của một công trình nhỏ. Sau khi phát hiện ra, quân Nga đã đánh bom vào địa điểm này. Vấn đề ở đây chính là các nguồn tin chiến trường cho biết, đây là video xác minh vị trí đầu tiên cho thấy việc Nga sử dụng bom FAB-1500. Tuy nhiên, nếu nhìn sức công phá kể trên cộng hưởng với vụ nổ kho đạn, nó thực sự lớn nhưng lại không lớn đến cỡ 2 km², những gì mà FAB-1500 khi dội xuống sẽ phá hủy. Nên mình cho rằng, quả bom mà quân đội Nga sử dụng trong video vẫn chỉ là một quả bom FAB-500 mà thôi. Nhưng như vậy thì cũng rất nặng nề. Nếu chúng ta tính từ đầu tháng 9, có thể thấy Nga đang dội rất nhiều hỏa lực vào các khu vực nằm bên cạnh bờ sông Dnipro, chứng tỏ rằng quân đội Ukraine đang tập trung rất nhiều lực lượng của họ tại đây. Do đó mình nghĩ rằng, sau khi Ukraine mở rộng vùng chiếm được của mình về phía Pichanivka, thì họ sẽ tiếp tục triển khai thêm các đợt đẩy ở các khu vực như Lvove, Kozatske và Odradokamienka để nhắm vào Kosunka, Dnipriani và Nova Kakhovka. Như vậy chúng ta sẽ thấy một chiến dịch vượt sông quy mô lớn của quân đội Ukraine, và nó là sự thật. Giờ chúng ta sẽ đến với Orykhiv,
khu vực Robotyne. Ta nhận được rất nhiều thông tin mới từ phía quân đội Nga. Họ đang liên tục triển khai các đợt tấn công nhằm không cho Ukraine tập trung lực lượng của họ tại khu vực này với rất nhiều loại vũ khí quân sự. Vậy, Nga tương tự với khu vực bờ sông Dnieper. Quân đội Nga đang cố gắng gây thiệt hại lên quân đội Ukraine nhiều nhất có thể trước khi Ukraine thực hiện các đợt đẩy mới. Tình hình tại mặt trận này cũng như toàn chiến tuyến về cơ bản không có sự thay đổi nhiều. Có thể hiện tại quân đội Nga đang chờ một sự thay đổi gì đó liên quan đến các đợt tấn công mới của Ukraine sau khi phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết thúc và Tổng thống Zelensky trở về, cùng với sự nắm bắt rõ hơn về tình hình hiện tại của quân đội Ukraine trên chiến tuyến. Video duy nhất mà chúng ta nhận được từ Ukraine là video cho ta thấy họ triển khai một đợt tấn công bằng máy bay không người lái và phá hủy một chiếc xe tăng của quân đội Nga nằm ở đâu đó phía bắc Novoprokopivka. Đối với khu vực Vremevsky cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta chưa nhận được quá nhiều các diễn biến mới mà chỉ có một video từ các nguồn tin Nga, khi họ cho chúng ta biết Nga đã thành công phát hiện và phá hủy một hệ thống pháo Grad của quân đội Ukraine. Hai bên đã đấu pháo nhau và khoảng cách là 10 km. Đến với khu vực Bakhmut, chúng ta cũng chưa nhận được tin tức gì quá quan trọng. Chỉ có một video cho ta thấy Ukraine đã tổ chức một đợt tấn công bằng lực lượng trực thăng của họ nhắm vào quân đội Nga ở khu vực lân cận Klitschivka, nằm gần với tiền tuyến. Hai chiếc trực thăng trong video đã công kích một cách khá thoải mái mà không gặp các lực lượng phòng không mặt đất cũng như không quân của quân đội Nga ở khu vực này. Tiếp theo, chúng ta có thêm một vài thông tin ở khu vực phía bắc Klitschivka. Hôm qua, các nguồn tin Nga đã đăng tải một video cho ta thấy việc các lực lượng của Ukraine đang di chuyển dọc theo các đống đổ nát để triển khai một đợt tấn công nhắm vào vị trí của quân đội Nga. Điều này cũng xác minh cho chúng ta việc Ukraine nhờ vào kết quả của các cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra một vài ngày trước đó, giờ đây họ đã thành công chiếm trọn quyền kiểm soát Klitschivka. Ngoài ra, một video khác cho chúng ta thấy một đợt tấn công bằng lực lượng máy bay không người lái đến từ quân đội Nga xảy ra ngay cạnh vị trí của video trên, dịch về phía nam. Vậy trong video đầu tiên thì ta có thể thấy các đơn vị binh lính của Ukraine đang tiến công về hướng tuyến đường dây. Còn ngay sau họ thì là Nga đã tổ chức các đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm phá hủy các lều trại. Vậy toàn bộ khu định cư gần như đã nằm hoàn toàn trong tay Ukraine. Và giờ đây quân đội Nga chỉ đang cố gắng giữ vững vị trí của họ dọc theo tuyến đường dây hướng về phía các vùng kiểm soát phía sau của Nga. Tiếp theo, chúng ta có một tin tức rất quan trọng trên mặt trận này. Khi trong hôm qua, khi quân đội Nga triển khai một đợt tấn công bằng tên lửa Iskander nhắm vào các vị trí của Ukraine tại khu vực Slovian, khiến cho quân Ukraine phải chịu tổn thất rất nặng nề. Rất nhiều binh lính Ukraine được triển khai ở khu vực này đã bị thương vong. Không rõ trong số này có các tình nguyện viên hay cố vấn nước ngoài nào hay không, nhưng rõ ràng đây là một đòn tấn công cực đau của Nga. Không những vậy, quân đội Nga trong hôm qua cũng đã triển khai một đợt đánh bom lớn nhắm vào các cơ sở hạ tầng cũng như nhà máy lọc dầu của Ukraine tại khu vực Kremenchuk. Trong video này, ta có thể thấy các hệ thống phòng không của lực lượng Ukraine đang cố gắng tấn công vào các máy bay không người lái được triển khai bởi lực lượng Nga. Nhưng nhà máy lọc dầu cùng với rất nhiều các trang thiết bị của khu vực này của Ukraine đã bị tổn thất nghiêm trọng. Chúng ta cũng thừa nhận một bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy nhà máy lọc dầu trên đã bị thiệt hại như thế nào. Cuối cùng, đối với khu vực Kupiansk, Liman, thì chúng ta cũng chưa nhận được bất kỳ một tin tức gì từ đêm hôm qua. Vậy nhìn chung, chưa có gì thay đổi dù các giao tranh ác liệt vẫn đang nổ ra. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi Tổng thống Ukraine Zelensky trở về cùng với các tin tức và các thông tin liên quan đến các chiến dịch tiếp theo trong thời gian tới của quân đội Ukraine. Ngoài ra, hôm nay chúng ta cũng chờ đợi những tuyên bố chính thức và thỏa thuận tại khu vực Azerbaijan, Armenia. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.